khám phá Toyota Innova 2020 mới giá từ 750 triệu đồng. Mới đây, Toyota Việt Nam, TMV chính thức giới thiệu Toyota Innova 2020, với những cải tiến về mặt thiết kế và tính năng tiện ích cho người dùng. Toyota Innova 2020 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, với một số thay đổi từ trong ra ngoài. Có thể thấy, thiết kế mặt trước được thay đổi theo hướng cá tính và mạnh mẽ hơn với nhiều thay đổi ở cụm đèn trước. Trên hai phiên bản Venturer và 20G, cụm đèn trước được nâng cấp từ đèn halogen 4 bóng sang cụm đèn halogen và LED nhằm tăng cường độ chiếu sáng cho xe vào ban đêm. Ngoài ra, phiên bản Venturer 2.0V và 2.0G đều được bổ sung thêm đèn LED sương mù và hệ thống cân bằng góc chiếu được nâng cấp từ chỉnh tay lên chỉnh điện. Đặc biệt, bộ body kit của phiên bản Venturer được thiết kế lại mang lại vẻ trẻ trung, hiện đại và cá tính. Không gian nội thất xe không có quá nhiều thay đổi, tùy phiên bản ghế và các chi tiết sẽ được bọc da hay nỉ. Ngoài ra, xe còn được trang bị tính năng khởi động nút bấm, 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và camera lùi với giá bán không đổi, Innova Venturer, còn hai phiên bản 2.0V AT và 2.0G AT giá tăng 18 triệu đồng. Phiên bản 2.0e được nâng cấp hàng loạt tiện ích như 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi và màn hình cảm ứng 7 inch với giá bán được điều chỉnh giảm 21 triệu đối. Với ưu thế nổi bật sở hữu không gian nội thất rộng rãi nhất phân khúc nên đủ chỗ ngồi thoải mái cho cả 3 hàng ghế. Innova 2020 đạt tiêu chuẩn 5 sao với nhiều trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp 3, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, đèn báo phanh khẩn cấp, EBS, 7 túi khí, dây đai an toàn 3.7/8 vị trí, khung xe qua. Toyota sẽ cung cấp cho các khách hàng 4 lựa chọn, Innova 2.0V AT, Venturer 2.0G AT và 2.0E MT với mức giá lần lượt là 989 triệu đồng, 879 triệu đồng, 865 triệu đồng và 750 triệu đồng. Đối với các phiên bản 2.0V AT, 2.0G AT và Venturer, khách hàng sẽ phải bỏ thêm 8 triệu đồng nếu muốn lấy màu trắng ngọc trai. Động cơ của xe vẫn không có gì thay đổi, Innova 2020 vẫn được trang bị máy VVT-i với 4 xi lanh dung tích 2 lít, cho công suất 137 mã lực và moment cực đại 183 Nm. Các phiên bản được đi kèm với động cơ tự động 6 cấp hoặc sàn 5 cấp, đối với 20EMT. Toyota Innova từng là mẫu xe MPV bán chạy nhất thị trường Việt Nam, tuy nhiên, trong 1-2 năm gần đây thì xe chịu sức ép cạnh tranh lớn từ các đối thủ Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga và XL7. Đặc biệt, năm 2019, Innova bị Mitsubishi Xpander vượt mặt về doanh số. Vì vậy, việc nâng cấp lần này được cho là một động thái của Toyota để tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ,